Theo kết luận giám định của Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân gây cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô tay ga đặt giáp tường phía nam tầng 1 chung cư mini gây cháy. Hôm nay ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Thông báo này đồng thời được gửi đến các chủ căn hộ sống tại chung cư mini này. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định, có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng. Thông báo từ Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người thiệt mạng lên đến 56 người. Ngay trong tối ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.